Có việc gì thế không em? Chào anh. Yêu cầu anh xuống xe xuất trình giấy tờ. Chắc ông em mới về đội, không nhận ra xe của anh à? Yêu cầu anh nghiêm túc, anh đã vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên cầu vượt. Rồi, anh hiểu rồi. Thôi, toàn chỗ người nhà cả, linh động xử lý nhá. Yêu cầu anh chấp hành. Cảm ơn đồng chí. Mai Hồng Vũ, yêu cầu anh quay trở về Việt Thanh để nghe lệnh phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở. Này, có nhầm người không? Tôi đang trên đường về Hà Nội để ký hợp đồng liên doanh liên kết với cả đối tác nước ngoài đấy. Đáng tiếc, anh phải hoãn việc đó lại hoặc ủy quyền cho người đại diện công ty thực hiện. Còn anh, theo chúng tôi về trụ sở công an tỉnh làm việc. Này, tôi nói cho anh biết nhé, anh đang cản trở doanh nghiệp phát triển đấy, và cũng chính là cản trở Việt Thanh phát triển đấy. Tôi sẽ gọi cho sếp của anh là giám đốc quan tỉnh xem anh ấy nói thế nào. Mai Hồng Vũ, trò này xưa rồi. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với anh. Quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn. Chúng tôi yêu cầu anh chấp hành. Được. Thích bắt thì cứ bắt, nhưng tôi yêu cầu phải có luật sư và người làm chứng ở đây. Tất cả quyền và nghĩa vụ của bị can sẽ được thực hiện đúng theo luật tố tụng. Còn nếu anh tiếp tục ngoan cố hoặc chống lại người thi hành công vụ thì đó sẽ là tình tiết tăng nặng đấy. Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ. Giải bị can đi. Alo, anh ạ. Tình hình có biến. Khả năng là em dính rồi. Anh phải lo việc này giúp em. Trinh cũng bị bắt rồi anh ạ. Vâng ạ. Em gọi bằng Viber nhé. Số đuôi 8856 ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Giờ cô đã hiểu rõ vấn đề chưa? Chúng tôi đã có chứng cứ xác định chính cô là người đã gọi điện thoại cho đối tượng Thuận tới điểm hẹn ở km số 3, đường 38 vào lúc 21:30 để gặp nạn nhân. Sau đó, chính đối tượng này đã dồn đuổi anh Lê Ngọc Khải lao đầu vào ô tô, và cũng chính hắn ta đã lái xe chèn lên người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong. Cô có biết kế hoạch của Mai Hồng Vũ không? Hay chỉ có điện thoại cho Thuận theo lệnh của Mai Hồng Vũ? Trả lời đi. Bạn của cô đấy. Tôi không biết chuyện gì cả. Tôi hỏi thật, anh có bao che giấu giếm những sai phạm của bọn thằng Vũ không? Không ạ. Vậy anh giải thích ra sao cái việc tiêu hủy hồ sơ mỏ đá? Tiêu hủy để làm gì? Ngay cái đêm xảy ra sập mỏ đá, rất nhiều việc dồn dập xảy ra. Vậy mà ngay sáng hôm sau tôi đã được nghe báo cáo là không thể nào tìm thấy bất cứ một bộ hồ sơ mỏ đá nào cả. Vậy là như thế nào? Anh giải thích đi. Bố đã biết cặn kẽ lên như vậy. Chắc là có ai nói gì với bố rồi phải không? Riêng việc này, tôi thật, hôm sập mỏ, Vũ đã gọi điện nhờ con.
Nhưng nếu con biết là hậu quả vụ sập mỏ đá lớn như vậy thì con đã từ chối ngay rồi. Ngu thế! Ngu thế! Trời ơi! Có phải chính con đã làm không bạn? Con có biết rằng con làm như thế là vi phạm? Có thật là con làm không? Thật. Nhưng cũng may là mọi chuyện nó không đến nỗi nghiêm trọng như bà nghĩ đâu. Nghĩ đâu? Cái gì? Ông còn nói là may nữa à? Vụ sập mỏ đá có đến cả chục người chết. Trong đó có nguyên nhân các quan chức đã tiếp tay cho những doanh nghiệp làm sai. Trời đất ơi, tôi không tưởng tượng ra rằng, tôi không tin rằng chính con trai ông lại làm cái việc, chính con trai ông lại làm cái việc đấy. Thôi đừng nói nữa, mọi chuyện chỉ dối lên thôi. Cứ để tôi nói chuyện với nó, tôi sẽ có cách bảo bạn. Mẹ, chuyện đâu có đó, mẹ cứ để đấy, để con giải thích cho người ta hiểu bản chất của vấn đề là như thế nào. Còn giải thích gì nữa? Thôi. Đến giờ này mà anh vẫn còn cứ bao biện. Hả? Tại sao không nhận được ra cái lỗi lầm của mình? Thôi, bà nghe tôi. Đi nghỉ đi. Tốt nhất là anh nên chủ động nói ra mọi chuyện. Cái gì ạ? Bố nói thế nghĩa là con phải... Tôi là bố anh. Nhưng anh nên nhớ, tôi còn là chủ tịch tỉnh. Yêu cầu bị can khai cụ thể và chi tiết hơn. Vâng. Sau khi rời khỏi sông Giang, Khải được Vũ giao việc thu gom đất ở xã Giang Kim, vị trí tiếp giáp với cả sông Giang. Vì cần tiền để xây dựng một số công trình nông thôn mới, nên chính quyền xã Giang Kim đã thỏa thuận với Khải bán 40 hectare đất. Thỏa thuận này không hề được tỉnh đồng ý có đúng không? Dạ đúng. Đó là khoản đất từ quỹ đất 2 của xã. Và xen kẽ trong đó có đất 5% của một số hộ dân. Sau đó làm sao? Dạ, thưa cán bộ. Sau đó chính quyền xã dồn điền đổi thửa cho những hộ không bán đất và đứng ra bán đất cho những người dân có nhu cầu. Công ty Thiên Thanh của Khải đã thu gom được 40 hectare đất và bán ngược lại cho Mai Hồng Vũ với giá 500 tỷ. Số tiền thực nhận của Khải là 100 tỷ. 400 tỷ còn lại chuyển về mỏ đá Thanh Lâm thông qua hợp đồng khống ạ. Bị can có chắc chắn là những lời khai của mình hoàn toàn đúng?
và tất cả những số liệu chi tiết không hề sai không? Bị can xin cam đoan, những lời khai của bị can hoàn toàn đúng sự thật. Về số liệu là chính xác, vì tại thời điểm đấy, bị can cùng Khải trực tiếp tham gia vụ đấy. Vì nó dính dáng đến số tiền rất lớn, nên bị can luôn ghi nhớ. Và được hưởng hoa hồng nữa chứ. Việc đấy, bị can đã khai từ trước. Anh Bạc, cơ quan điều tra ghi nhận thái độ của anh. Cảm ơn các đồng chí. Cách đây 1 giờ, anh có gọi điện, nói là đến để giao nộp bộ hồ sơ mỏ đá Thanh Lâm. Đúng. Tôi xin giao nộp cho cơ quan điều tra hồ sơ bản đồ địa giới của mỏ đá Thanh Lâm. Hồ sơ và bản đồ địa giới đã được lập khi còn tỉnh cũ là tỉnh Vĩnh Long. Anh hãy trình bày cụ thể về quá trình lấy cắp bộ hồ sơ. Mỏ đá bị sập, tôi có nhận được điện thoại của Mai Hồng Vũ. Vũ khẩn khoản nhờ tôi cất đi bộ hồ sơ có bản đồ địa giới của mỏ. Khi lấy cắp bộ hồ sơ, anh có ý thức được tầm quan trọng của nó không? Không, tôi không ý thức được. Vậy tại sao anh lại nhận lời làm việc đó? Chúng tôi là bạn bè, Vũ nhờ, tôi vì nể nên làm. Thôi được rồi, về nội dung có liên quan đến bộ hồ sơ mỏ đá này, cứ để đó đã, chúng tôi sẽ làm việc với anh sau. Giờ tôi muốn anh trình bày cụ thể về quá trình thay đổi quy hoạch có liên quan đến những dự án mà Mai Hồng Vũ trúng thầu. Anh hãy cho tôi biết cụ thể số tiền qua lại giữa Khải và Vũ là như thế nào. Số tiền 500 tỷ tương đương với cổ phần nhà máy đường chính là điều kiện để Khải rút hẳn khỏi công ty sông Giang. Thế còn số nợ ngân hàng 750 tỷ từ dự án bờ sông? Vũ đã lấy trong số tiền vay từ dự án sông Giang mang đi trả nợ ngân hàng để giải quyết dứt điểm dự án bờ sông. Khải trả cho Vũ 250 tỷ và chuộc lại mảnh đất dự án. Kết thúc dự án bờ sông, rút cổ phần khỏi, Khải hưởng lợi khoảng vài trăm tỷ. Vài trăm tỷ? Cụ thể là bao nhiêu? Con số chính xác thực sự tôi không biết. Nhưng chắc chắn Khải giữ nguyên được mảnh đất và sau này nó đã trở thành một dự án được cấp phép đầu tư. Còn những ai được hưởng lợi trong dự án sông Giang? Dạ, những khoản phí dùng để bôi cho các quan chức có trách nhiệm thẩm định dự án bị can không nắm được. Nhưng bị can chắc chắn người đứng ra phê duyệt dự án sẽ được hưởng lợi 10% từ dự án sông Giang. Cổ phần đấy được tặng mà không phải góp vốn đồng nào.